Các bạn thân mến, trong số video làm mãi không có dư phải làm sao, chúng tôi có đề cập tới việc lập kế hoạch tài chính cho năm mới. Sau số video đó, chúng tôi nhận được những câu hỏi về hòm thư tâm sự. Các câu hỏi tiêu chung lại một ý rằng làm thế nào để lập một bản kế hoạch tài chính cho hiệu quả. Nhân số video đầu tiên của năm 2023, chúng tôi sẽ làm một video chia sẻ với bạn về cách lập một bảng kế hoạch tài chính toàn diện và đúng chuẩn của Hội Nhà nghề là Hội đồng Tiêu chuẩn Kế hoạch Tài chính FPSP Mỹ, nơi đã khai sinh ra nghề tư vấn tài chính cá nhân và quản lý gia sản đầu tiên trên thế giới từ những năm 1970. Bạn thân mến, bạn đã bao nhiêu lần quyết tâm lập kế hoạch tài chính cho một tương lai sáng lạn hơn, nhưng lại bỏ cuộc ngay khi bắt đầu vì không biết phải bắt đầu ra làm sao và phát triển nó như thế nào. Bạn đã có bao nhiêu bản kế hoạch tài chính lập ra, rồi để đó vì đã có nhiều sự thay đổi như là thu nhập, chi tiêu và các sự kiện bất ngờ đến, hoặc đơn giản là vì bạn chán, không có đủ động lực để thực hiện tiếp. Những sai lầm trong kế hoạch tài chính mà khiến cho kế hoạch tài chính của bạn vẫn mãi nằm trên giấy thường là do kế hoạch tài chính không thực tế, quá xa vời với khả năng hiện thực của bạn. Tôi sẽ lấy một ví dụ thế này. Chẳng hạn như là bạn Mơ đang ở thuê tại Hà Nội, lương tháng của bạn Mơ là 10 triệu đồng, ngoài ra bạn không có một nguồn thu nhập nào khác. Thế nhưng bạn lại muốn sở hữu một chiếc xe SH150i phiên bản thể thao 2022 và số tiền cần có để sở hữu chiếc xe này dao động từ 122 đến 132 triệu đồng. Và bạn Mơ kế hoạch là sẽ sở hữu chiếc xe trong một năm tới. Rõ ràng bạn Mơ không thể ra đường, nhìn chơi và hít không khí để sống, phải không nào? Nguyên nhân thứ hai dẫn đến kế hoạch tài chính chỉ nằm trên giấy là do kế hoạch quá chung chung, ví dụ như là 5 năm tới đạt tự do tài chính. Mục tiêu tự do tài chính nghe rất gần gũi và quen tai, thế nhưng khi đặt ra thế này thì nó lại rất mơ hồ. Tự do cụ thể là thế nào? Bạn cần bao nhiêu để tự do? Và bạn sẽ tiết kiệm đầu tư thế nào để trong 5 năm tới đạt được mục tiêu tự do tài chính? Nguyên nhân thứ ba khiến cho kế hoạch tài chính không thể trở thành sự thực, đó là vì thiếu yếu tố linh hoạt. Cuộc sống thì luôn biến động và ẩn chứa nhiều biến số. Ví dụ như là Tết năm nay, bạn có biết trước được bạn được thưởng bao nhiêu không? Có ít hơn hay nhiều hơn năm trước? Hoặc giả sử như những người làm kinh doanh thì công việc kinh doanh có khả quan như dự tính hay không? Với những biến số đó thì bạn cần có sự linh hoạt trong kế hoạch tài chính để có sự hành động phù hợp với hiện trạng của bạn. Từ đó sẽ không gây nên áp lực cho bản thân khi mọi chuyện diễn ra không tốt như dự tính, hoặc là không quá dễ dãi với bản thân khi bạn có thể làm tốt hơn. Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi muốn đưa ra cho bạn 5 nguyên tắc làm tăng tính khả thi cho kế hoạch tài chính năm mới của bạn. Đầu tiên, đó là kế hoạch tài chính cần phải hướng tới mục tiêu. Tuy nghe tên nguyên tắc này ngắn gọn thế thôi, nhưng để thực hiện được nguyên tắc này lại đòi hỏi một sự kỳ công hơn rất nhiều. Kế hoạch tài chính của bạn có khả năng tồn tại và thực hiện hóa hay không phụ thuộc vào bước đầu tiên này. Giống như một doanh nghiệp đưa ra tầm nhìn sứ mệnh, sau đó thì các hoạt động kinh doanh trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn đều để hướng tới tôn chỉ đó. Bạn cũng vậy, từ mục tiêu trong cuộc đời như tự do tài chính năm 45 tuổi. Vậy để đạt được sự tự do mà bạn mong muốn thì bạn cần phải làm gì? Và trong hành trình đến mốc tự do đó, bạn cần phải thực hiện những kế hoạch tài chính nào khác như là kinh doanh, mua nhà, sinh và nuôi con. Hoặc trước khi đạt đến sự tự do đó, bạn cần phải làm gì để đảm bảo cho sự an toàn tài chính của bạn? Mới chỉ liệt kê sơ qua mà đã thấy có khá nhiều thứ phải suy nghĩ và tính toán rồi. Vậy làm sao để hiện thực hóa và tăng tính khả thi cho kế hoạch tài chính của bạn? Thì bạn hãy áp dụng nguyên tắc lập kế hoạch SMART. SMART là viết tắt của 5 chữ cái sau đây. S là specific, biểu hiện sự cụ thể và dễ hiểu trong việc đặt mục tiêu của bạn. M là viết tắt của từ measurable, là đo lường được, tức là mục tiêu tài chính của bạn đặt ra phải được lượng hóa được. Ví dụ như tự do tài chính, vậy thì số tiền cần cho tự do tài chính là 5 tỷ, 10 tỷ hay 20 tỷ. Tiếp theo, chữ A là đại diện của chữ attainable, là có thể đạt được. Điều này sẽ quyết định tính khả thi của kế hoạch tài chính của bạn, tức là nó phải vừa sức với thực lực tài chính của bạn, không như trường hợp mà bạn mơ tôi vừa nêu trên. Tiếp theo là chữ R trong relevant. Yếu tố này đòi hỏi mục tiêu tài chính của bạn phải có sự liên quan và thích hợp, tức là khi bạn đặt ra một mục tiêu tài chính nào đó, nó phải phù hợp với các mục tiêu tài chính khác của bạn và nhất quán với mục tiêu tài chính trong cuộc đời của bạn. Và cuối cùng là chữ T trong từ time bound, có nghĩa là về thời gian hoàn thành. Khi mà bạn đặt ra một mục tiêu nào đó, nếu bạn không cho mình một deadline để có thể hoàn thành, thì có lẽ sự chây ỳ hoãn lại sẽ khiến kế hoạch tài chính của bạn mãi không thể thực hiện được. Với nguyên tắc SMART, hẳn là nhiều bạn đã nghe đến nhàm tai, chuyện xưa như trái đất. Thế nhưng nó vẫn luôn hiệu quả vì nó làm cụ thể hóa kế hoạch của bạn bằng cả yếu tố định tính lẫn định lượng. Vì vậy, hãy đặt bút xuống và thử lập kế hoạch theo bảng sau. Nguyên tắc thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn đó là nguyên tắc về sự ưu tiên. Nguyên tắc này sẽ giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu tài chính để đảm bảo tối ưu nhất tình hình tài chính của bạn. Để tôi đưa bạn ví dụ này để dễ hình dung. Bạn muốn đầu tư để xây dựng kênh thu nhập thụ động, nên bạn đã quyết định đầu tư vào kênh cổ phiếu để nhận cổ tức và đầu tư trái phiếu để nhận lãi định kỳ. Thế rồi bỗng nhiên bạn gặp vấn đề về sức khỏe và cần phải phẫu thuật. Bạn cần tiền và muốn rút tiền từ những kênh đầu tư này. Nhưng như thực tế vừa qua đã diễn ra, trái phiếu của bạn đến hạn nhưng tổ chức phát hành không có khả năng thanh toán cả gốc lẫn lãi. Cổ phiếu thì giảm giá, bạn không thể rút tiền từ trái phiếu và không muốn bán cổ phiếu khi đang lỗ. Tình huống này chính là biểu hiện của sai lầm khi không sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu tài chính. Chưa xây dựng được tài sản và công cụ đảm bảo cho sự an toàn tài chính đã lên đến tài sản đầu tư. Và để biết cách sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, bạn có thể tham khảo cách xây dựng tài sản theo tháp tài sản mà chúng tôi có phân tích đến trong video tầm quan trọng của xây dựng tháp tài sản. Nguyên tắc thứ ba trong việc lập kế hoạch tài chính đó là kế hoạch cần có sự linh hoạt. Như đã phân tích ở lúc đầu, sự cứng nhắc trong việc thực hiện kế hoạch tài chính sẽ dẫn đến mọi thứ diễn ra không hiệu quả hoặc thậm chí đổ bể. Bạn sẽ dễ bị áp lực nếu tình huống xấu đi hoặc dễ thả lỏng nếu mọi thứ suôn sẻ hơn dự tính. Vì vậy, trong khi lập kế hoạch, bạn hãy lên cho mình 3 phương án xấu, trung bình và tốt để có thể dễ hình dung và hành động khi thực tế có sự lệch pha với kế hoạch. Điều thứ tư khi lập kế hoạch là cần phải có sự cam kết. Đây là điều chắc chắn cần phải có, nếu không kế hoạch của bạn mãi chỉ nằm trên giấy mà thôi. Điều này đòi hỏi sự kỷ luật từ chính bạn, thực hiện đúng, đủ và đều như kế hoạch đã lên. Yếu tố tạo nên sự thành công trong tài chính cá nhân đó là sự kỷ luật. Nhưng nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong thời gian đầu thực hiện thì bạn có thể cần đến nguyên tắc thứ 5. Nguyên tắc thứ 5 đó là có sự hợp tác trong việc thực hiện kế hoạch tài chính. Nguyên tắc này đặc biệt có ý nghĩa khi bạn đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Người bạn đời của bạn sẽ là người cùng bạn giám sát và thực hiện kế hoạch tài chính. Hoặc chuyên nghiệp hơn, bạn có thể thuê một chuyên gia về tài chính cá nhân, người sẽ đồng hành với bạn từ khâu lên kế hoạch tài chính cho đến thực hiện và giám sát nhắc nhở bạn trong việc thực hiện kế hoạch tài chính. Bạn thân mến, với 5 nguyên tắc kể trên, chắc chắn tính khả thi trong kế hoạch tài chính của bạn đã tăng lên đáng kể. Và để kế hoạch tài chính của bạn tăng tính hiệu quả, xin chia sẻ với bạn thêm kế hoạch tài chính toàn diện theo tiêu chuẩn của Hội đồng Tiêu chuẩn Kế hoạch Tài chính FPSP thì cần đảm bảo 8 yếu tố sau. Đầu tiên, đó là đảm bảo về tính hiệu quả của danh mục tài sản. Tính hiệu quả của danh mục tài sản được thể hiện ở việc đảm bảo về hiệu suất, tính thanh khoản, đa dạng các lớp tài sản đầu tư và có yếu tố quản trị rủi ro. Thứ hai, đó là tính tối ưu của cấu trúc vốn. Tính tối ưu của cấu trúc vốn sẽ được thể hiện ở việc bạn sử dụng vốn vay và vốn chủ của bản thân sao cho phù hợp và tối ưu khi sử dụng. Điều thứ ba, đó là tính toàn diện của quản trị rủi ro. Trong việc lập kế hoạch tài chính, bạn không thể bỏ qua yếu tố này, nếu không giống như trong một trận chiến, chỉ có tấn công mà không có phòng thủ. Để đảm bảo tính toàn diện của quản trị rủi ro, điều bạn cần làm đó là lường trước những rủi ro về các khía cạnh như là tài sản, nợ, thu nhập, chi tiêu và bảo vệ tài chính. Điều thứ tư, đó là đảm bảo tính hợp lý của kế hoạch chi tiêu. Ở khía cạnh này, bạn cần lưu tâm tới việc phân bổ ngân sách sao cho phù hợp với thu nhập của bạn. Và việc phân chia và quản lý ngân sách, chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần với phương pháp quản lý ngân sách 3T, đó là tiết kiệm, thiết yếu và tận hưởng. Thứ năm, đó là đảm bảo tính bảo vệ của phương án bảo hiểm. Chắc chắn rồi, đây là điều tôi đã đề cập ở phía trên. Trong một kế hoạch tài chính toàn diện, bạn không thể bỏ qua yếu tố để đảm bảo sự an toàn tài chính của bạn trong cả ngắn và dài hạn. Vì vậy, kế hoạch bảo hiểm đó là kế hoạch không chỉ về bảo hiểm nhân thọ mà còn xem xét đến các khía cạnh khác như là bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội. Thứ sáu, đó là tính sẵn có của phương án dự phòng. Tương ứng với điều thứ ba, đó là khi bạn quản trị rủi ro ở các khía cạnh như là tài sản, nợ, thu nhập, chi tiêu thì tại đây bạn hãy lên kế hoạch, hay nói cách khác đó là lên giải pháp cụ thể cho những cái rủi ro mà bạn có thể nêu tên ra được đó. Ví dụ như là rủi ro về chi tiêu, bạn đã lường trước được rằng thu nhập của bạn có thể giảm. Vì vậy sẽ gây khó khăn lên tình hình tài chính khi bạn hàng tháng vẫn có một khoản phải trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Vì vậy, bạn sẽ lên giải pháp đó là cắt giảm chi tiêu ở khoản nào nếu như có sự sụt giảm về thu nhập. Yếu tố thứ 7, đó là đảm bảo tính đầy đủ trong phương án dự trù về tài chính tương lai. Sự dự trù này là như thế nào? Đó là bạn dự trù về hai khía cạnh, chọn đối tượng và số lượng. Cụ thể, đó là đối tượng có thể là cho bản thân mình hoặc cho đối tượng khác như là người thân. Về đối tượng thì đó là dành cho bản thân mình hay là người phụ thuộc. Và về số lượng thì đó là việc bạn ước lượng số tiền cần có để dành cho đối tượng đó với một mục tiêu cụ thể. Và cuối cùng đó là tính dài hạn cho kế hoạch nghỉ hưu. Đây chắc chắn là một kế hoạch bạn không thể bỏ qua. Còn nguyên nhân tại sao bạn không thể bỏ qua thì chúng tôi cũng đã có một video chia sẻ và phân tích rất sâu về lý do vì sao những người trẻ đang tham gia lao động ngày nay đặc biệt phải quan tâm tới vấn đề hưu trí trong video Tuổi già không còn xa và cũng không đơn giản như bạn nghĩ. Các bạn thân mến, như vậy tôi đã chia sẻ với bạn về 5 nguyên tắc và 8 khía cạnh tài chính để lập một bản kế hoạch tài chính cho năm mới hiệu quả và khả thi hơn. Tôi rất tâm đắc câu nói này trong việc lên kế hoạch. If you fail to plan, you are planning to fail. Tức là nếu thất bại trong việc lập kế hoạch thì đồng nghĩa với việc bạn đang lên kế hoạch cho sự thất bại của mình. Chúc bạn thành công cho việc lập một kế hoạch tài chính để sẵn sàng cho năm 2023 phía trước. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có một buổi tối ấm áp.